Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt CDR ở trên những con iPhone mà các bạn đã jailbreak. Cụ thể ở đây là mình jailbreak bằng Pearlgen hoặc là các bạn jailbreak bằng Wingen đấy. Ở đây thì mình đã cài đặt Cineo rồi này. Đó. Bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ mở Pearlgen lên để cho bạn coi thông tin cái bản jailbreak này của mình nhá. Mình chọn vào là Device Information này. Đây các bạn để ý nhá. Ở cái phiên bản iOS này mình jailbreak là phiên bản iOS 16.7.4 này. Còn cái kiểu jailbreak ở đây của mình là root full nhá. Đó, đối với cái phiên bản rootnet thì các bạn sẽ không cài được CDR nhá. Rồi bây giờ thì trước đây đấy thì các bạn có thể là cài đặt CDR bằng cái việc là các bạn mở Cineo lên. Sau đó là các bạn đây ở đây mình bấm cho phép này, accept này. Sau đó là các bạn thêm nguồn vào này. Trước đây là các bạn thêm cái nguồn đó là apt này, chấm này, netser này, kl64 này, .com này, rồi bạn bấm thêm nguồn này. Trước đây các bạn còn cài đặt được CD theo cách này nhá. Các bạn thêm nguồn xong thì các bạn sẽ tìm kiếm này. Ở đây các bạn gõ cái từ khóa là CD này. Đó. Và bây giờ thì cái CD của chúng ta không có ở trong cái nguồn này nữa rồi này. Đó. Thế nên là các bạn sẽ không cài được theo cái cách này nữa nhá. Mà bây giờ các bạn sẽ cài theo cái cách này của mình. Các bạn mở cho mình cái trình duyệt Safari lên. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình vào tìm hoặc nhập tên web này. Các bạn gõ cho mình cái địa chỉ đó là bit.ly/cd-link này. Đó, các bạn bấm đi cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ tải cho mình cái file này về nhé. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là tải về này. Đây các bạn để ý này. Ở cái biểu tượng nó đang tải về này. Rồi các bạn hoàn toàn có thể là bấm vào đây. Sau đó là các bạn bấm cho mình vào là tải về. Đó thì nó cũng hiện lên cái file này nhé. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái file này. Sau đó là các bạn có thể là bấm vào chia sẻ này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là Cineo nhé. Hoặc là các bạn có thể là mở tệp lên này. Sau đó là các bạn bấm giữ cho mình cái file này. Rồi các bạn cũng chọn cho mình là chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chia sẻ để mở bằng Cineo nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình là nhận này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là trong hàng chờ này. Đó, ở đây thì nó bị cái lỗi là ZSTD này. Các bạn sẽ cần phải khắc phục cái lỗi này bằng cách là các bạn giấu xuống này. Sau đó là các bạn sẽ tìm kiếm là ZSTD này. Rồi sau đó là các bạn sẽ cài đặt cho mình cái ZSTD này nhá. Các bạn bấm vào cho mình. Nếu mà các bạn bấm vào nhận luôn thì nó sẽ không cài được nhá. Đây mình sẽ thử bấm vào nhận luôn này. Đây các bạn để ý này. Trong hàng chờ đây. Đó thì nó vẫn bị cái lỗi này nhá. Chính vì vậy mà các bạn bấm giữ cho mình vào danh sách đợi này. Sau đó là các bạn chọn cho mình cái phiên bản là 1.5.2 nhá. Rồi các bạn bấm cho mình vào là trong hàng chờ này. Không được nhá. Các bạn cần phải xóa cho mình cái ZSTD ở trong hàng chờ này đi nhá. Đây các bạn bấm cho mình vào cái dấu đỏ này. Để xóa đi này. Các bạn chọn cho mình là xóa này. Sau đó là các bạn sẽ quay trở lại. Các bạn bấm giữ và nhận nhá. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái phiên bản là 1.5.2 này. Đó. Đây các bạn để ý nè. Bây giờ trong hàng chờ là nó có 5 gói này. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là xác nhận này. Ok, đã cài đặt xong rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm là khởi động lại Spring Boot nhé. Ok. Đây các bạn để ý, như này là mình đã cài được xong CD rồi nhé. Mình sẽ mở CD lên này. Rồi ở đây mình sẽ bấm để sau đi. Đó, ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm nguồn vào này. Đó. Các bạn có thể là thêm nguồn ở trên CD này. Rồi là các bạn có thể là cài đặt những cái tweet mà các bạn cần này. Ví dụ ở đây mình sẽ cài Joy Store này. Đó, đây mình sẽ bấm vào Joy Helper này. Sau đó là mình bấm điều chỉnh này. Mình bấm cài đặt này. Mình bấm xác nhận này. Đó. Rồi đây mình sẽ bấm vào trở lại CD này.
Đó các bạn để ý nhá, nó bị cái màn hình đen như này thì các bạn sẽ sử dụng đa nhiệm cho mình này. Sau đó là các bạn thoát CD đi cho mình. Đó đây thì Joy Helper đã cài được rồi này. Các bạn mở Joy Helper lên, các bạn bấm vào Install Joy Store này. Đó. Như vậy là mình cũng đã cài đặt được Joy Store rồi này. Đó. Ví dụ mà các bạn muốn, bây giờ mình sẽ cài một cái tweet khác nhé. Ví dụ mình bấm tìm kiếm này. Sau đó mình sẽ cài ví dụ như là Fuza này. Đó, Fuza File Manager đây. Mình sẽ bấm cài đặt này. Mình bấm xác nhận này. Đó, các bạn bấm trở lại CD này. Đó thì nó vẫn bị cái màn hình đen này. Thì các bạn sử dụng đa nhiệm, các bạn thoát CD đi này. Ok, như vậy là mình cài được Fuza đây rồi. Mình sẽ mở nó lên như này là ok rồi này. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt được CD ở trên những con iPhone mà đã được Direct bằng PowerGen này, bằng WinGen này. Các bạn đã cài đặt Cineo này. Đó. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.